Mến chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với Stock Farmer Group. À, hôm nay và cũng như những phiên trước đây, thị trường tiếp tục giảm điểm bởi tâm lý về dịch bệnh, về những cái phiên chốt lời của nhà đầu tư F0 cũng như FN. Và trong cái bối cảnh này, chúng ta nhìn đâu 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 đâu, đâu, đâu cũng thấy những cái rủi ro. À, tuy nhiên trời mưa rồi cũng sẽ lại tạnh thôi. Thì chúng ta để để bước vào đón những cơ hội sắp tới thì hôm nay nhật sẽ chia sẻ đến mọi người về những cái À, đặc điểm khi chúng ta à, so sánh về cái lựa chọn cái cổ phiếu điển hình là cổ phiếu bất động sản. À, khi so sánh để, à, đặc điểm của những cái cổ phiếu bất động sản thì chúng ta sẽ dựa vào những cái tiêu chí và tiêu chí đó phải cùng những thời điểm. Ví dụ mọi người hãy nhìn lên màn hình thì cái số liệu hôm nay nhật chia sẻ mọi người là số liệu hoạt động à, của những cái doanh nghiệp bất động sản điển hình 9 tháng đầu năm 2020. À, đây là những cái chỉ tiêu mà chúng ta thường để so sánh để chúng ta lựa chọn cái doanh nghiệp nào tốt nhất để trong bối cảnh mà khi cổ phiếu ngày càng giảm và nó ở cái vùng giá à, bắt đầu rẻ dần và chúng ta để biết những cổ phiếu nào có nền tảng cơ bản tốt để chúng ta chọn chúng ta mua mọi người nhé à, hãy nhìn lên màn hình à, và nhìn ở đây theo cái con chuột mà nhật chỉ mọi người nha à, đầu tiên cái tiêu chí đầu tiên mà khi nhắc đến một cái doanh nghiệp bất động sản chúng ta chú ý đó chính là biên lợi nhuận ròng biên lợi nhuận gộp là cho mình biết cái ngành kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp đó sẽ chiếm cái tỷ trọng như thế nào. Ví dụ những cổ phiếu mà chuyển nhượng bất động sản thì những công bộ cổ phiếu bất động sản thì chủ yếu là những cái sản phẩm như là đất nền, căn hộ bán thì những cái biên lợi nhuận gộp đó có nghĩa sẽ cho mình biết được doanh nghiệp đó làm việc hiệu quả như thế nào và nó nếu mà biên lợi nhuận gộp càng lớn thì nó sẽ thể hiện ra doanh nghiệp đó làm ăn khá là hiệu quả và thông thường người ta sẽ so sánh cái biên lợi nhuận gộp này với nhiều lần hiệu suất sinh lợi giữa các ngành với nhau vì bất động sản là cái ngành đặc thù có biên lợi nhuận lớn nên vì vậy mọi người nhìn đây cái cột màu vàng là cái cột thể hiện cho biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp thì ở đây nhật sẽ lấy những cái doanh nghiệp lớn ví dụ như là vinhome novaland khang điền đất xanh hà đô phát đạt à, à, dig nhà đà nẵng nam từ liêm và nam long đây là những doanh nghiệp bất động sản lớn chúng ta sẽ dùng để so sánh ví dụ nhìn vào đây chúng ta thấy cái cột rất là cao ở đây chính là cổ phiếu đất xanh có biên lợi nhuận gộp khá là cao thì ở đây có nghĩa là một đồng giá vốn tôi sẽ kiếm được bao nhiêu cái lợi nhuận à, bao nhiêu phần trăm lợi nhuận thì đây là gọi là biên lợi nhuận gộp ha rồi à, chúng ta thấy là biên lợi nhuận gộp của đất xanh 70% mươi năm từ liêm 60% giống qua đây chúng ta thấy, thấy thì gần như chúng ta nhìn thấy đặc thù của những doanh nghiệp bất động sản cái biên lợi nhuận rất là cao. Chúng ta đặc điểm thứ nhất, chúng ta thấy rằng là biên lợi nhuận ít nhất là từ 30% trở lên. Ở đây có một cái số ví dụ như DG là cái mã doanh nghiệp so với biên lợi nhuận thì doanh nghiệp này làm ăn không hiệu quả à về 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 góc độ biên lợi nhuận với những doanh nghiệp khác ha. Rồi, cái chỉ tiêu thứ hai chính là ROE có nghĩa là một đồng vốn sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận và một đồng tài sản sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận thì chúng ta thấy ở đây À, cái nếu mà nhìn vào hiệu quả vốn thì chúng ta thấy hà đô vinhome và nhà đà nẵng là ba cái cổ phiếu sẽ có à, với báo cáo tới 9 tháng đầu năm thì tôi thấy hiệu quả về cái đồng vốn rất là cao à, cái thứ hai hiệu quả trên một đồng tài sản thì gần như chúng ta thấy rằng là hiệu quả trên một đồng tài sản là cái cam cam này nè qua cái doanh nghiệp nè là nó ở mức chỉ có 10% trăm thôi à, đó là đặc thù của ngành bất động sản khi chúng ta chọn chúng ta không có gì đánh giá đâu mà đánh giá những cổ phiếu với nhau với ngành với nhau và hiệu quả vòng quay tài sản của các doanh nghiệp ở đây là chúng ta thấy rõ là Vinhome, Hà Đô, Khang Điền và Nhà Đà Nẵng khá là ok ha. Thì đây là những cái về hoạt động. Khi chúng ta đánh giá về hiệu quả, hiệu suất hoạt động của một doanh nghiệp, chúng ta hãy nhớ vào bốn cái chỉ tiêu này và nó cho mình biết được doanh nghiệp làm hiệu quả như thế nào ha. Và đây là yếu tố đầu tiên là hiệu suất hoạt động và rõ ràng chúng ta thấy là những cổ phiếu hàng đầu ví dụ như Vinhome, Novaland À, đất xanh, hà đô có biên lợi nhuận khá là cao. À, tuy nhiên à, về hiệu quả trên một đồng vốn hay là một đồng tài sản thì rõ ràng những cổ phiếu như là vinhome, Novaland à, phát đạt, hà đô là à, có hiệu quả à, à, tương đối à, là hiệu quả hơn những cái doanh nghiệp à, khác. Ví dụ như hơn là đất xanh. Đất xanh mặc dù biên lợi nhuận gặp tốt nhưng hiệu quả trên một đồng vốn bỏ ra, một đồng tài sản bỏ ra thì sẽ không hiệu quả và hiệu quả trên cái số một đồng tài sản tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu thì rất không hiệu quả bằng à, chúng ta thấy chúng ta phải đánh đổi những chuyện đó hiểu được kết luận được những cái điều này đây là những cái đặc thù của ngành bất động sản và cái tiêu chí thứ hai là khi chúng ta nhìn vào doanh nghiệp bất động sản qua những doanh nghiệp chúng ta phải biết được khả năng thanh toán đây là cái khả năng quyết định cho doanh nghiệp à, ví dụ như khi gặp những cái trục trặc tài chính những khó khăn nhất thời trong quý 1, quý 2 thì doanh nghiệp nào có sức đỡ mạnh hơn thì chúng ta chọn khi mà nhìn vào đây thì chúng ta thấy là cái hiệu quả trên một đồng lãi vay có nghĩa là bỏ ra một đồng lấy vay để thu lại một cục lợi nhuận thì một đồng lấy vay là cái cột màu xanh này người ta dùng cái ký hiệu là EBITDA chia cho chi phí lấy vay ha thì ở đây có doanh nghiệp nhà Đà Nẵng Nam Từ Liêm và Phát Đạt là rất là hiệu quả tại vì sao vì những doanh nghiệp này sử dụng đòn bẩy cũng khá là cao một đồng tài sản là chiếm hết là 66 đồng nợ năm từ liêm cũng vậy Nam từ nghiêm nhìn như vậy mọi người nhìn cái cái, cái màu vàng này có ba cái cột thứ nhất là hiệu quả trên một đồng à, chi phí lãi vay thứ hai là một tỷ lệ một đồng tài sản có bao nhiêu à, đồng nợ và khả năng thanh toán nhanh có nghĩa là khi mà doanh nghiệp có phá sản gì đó chỉ cần khả năng thanh toán trên một là gần như là ok phần lớn là hả, dùng cho những cái khoản à, à, tiền à, tài sản à, từ khoảng những cái nợ tài sản à, nói hình dung khả năng thanh toán nhanh có nghĩa là khi doanh nghiệp bất chắc nào đó khả năng lấy là tiền để đắp cho những cái khoản đó thường người ta sử dụng tỷ số này là cái khả năng thanh toán này từ một trở lên là tốt ha rồi chúng ta hãy nhìn vào đây nhìn cái đồ thị chúng ta thấy rằng đối với có một cái điểm lạ là thứ nhất là dig đất xanh và kdh rõ ràng khang điền không dùng chi phí cái phần chi phí trên lãi vay đó là gần như không có lãi vay đó mọi người thấy ha gần như không có lãi vay có nợ nhưng mà nợ nợ chiếm dụng hay là nợ những cái khác mà nợ lãi vay là thấp à, đất xanh cũng có nhưng mà ở cái mức tương đối thấp ha rồi nên thành ra chúng ta nhìn tỷ lệ nợ trên tài sản này chỉ là dưới 50 trăm 60 trăm nếu về mặt tài chính thì rõ ràng chúng ta thấy rằng KDH là một cái doanh nghiệp nổi bật khá là nổi bật. Thứ nhất là về khả năng thanh toán là doanh nghiệp 1,29% 2,129 xin lỗi, 1,29 có nghĩa là dù doanh nghiệp khó sản thì một đồng tài sản có thể thanh lý ra tiền khá là nhanh ha. Chúng ta thấy được là ở cái bối cảnh này về khả năng vay nợ, khả năng thanh toán và khả năng tạo ra hiệu quả trên một đồng vay, chúng ta rất thấy nổi bật là ở cổ phiếu Khai Điền và cổ phiếu nhà Đà Nẵng là hai những cổ phiếu nhìn vào đây thấy là nhìn nó nổi bật hơn hơn và đây chứ là những yếu tố kỹ lệ cho mình thấy được khả năng thanh toán thứ hai mình nhìn kỹ hơn về cấu trúc tài sản của doanh nghiệp ví dụ chúng ta thấy được cái cam cam ở đây nó có về hàng tồn kho đặc thù của bất động sản là những ngành những cái hàng tồn kho ở đây là căn hộ đang xây chưa bán được hay là những cái căn nghiệp chưa bán hết hay là những cái dự án còn ung ngữ ha thì đây là những cái đặc thù thì chúng ta thấy là cái khối lượng hàng tồn kho lớn nhất là Novaland, Khang Điền, Phát Đạt, Nam Từ Liêm và Nam Long là những cái có những cái cơ hội là có những hàng tồn kho nhiều thì cái cơ hội chuyển hóa hàng tồn kho thành sản phẩm thành doanh thu là cao. Mặc dù ở tỷ trọng cao, khi mà doanh nghiệp khó khăn thì hàng tồn kho nhiều đôi khi là không tốt nhưng mà đối với những ngành bất động sản mà có hàng tồn kho nhiều mà chiếm tỷ trọng lớn thì cho thấy một có hai tình huống một là sẽ cho thấy mình biết là khả năng doanh thu có thể bán nếu mà kinh tế tốt thì doanh thu khả năng bán được hàng tạo doanh thu tuy nhiên kinh tế khó khăn thì ai chiếm hàng tồn kho nhiều sẽ rất là khó trong thanh toán ha à, chúng ta thấy ở đây à, phần trăm ở đây những cái cột này á, chúng ta thấy là à, chiếm trên tổng tài sản nha mọi người phần trăm trên tổng tài sản nhưng ví dụ như novaland cao cao như vậy là có nghĩa là một đồng tài sản 10 đồng tài sản thì có sáu đồng là những cái lượng tài sản đó là hàng tồn kho và cái 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 mức độ mà doanh nghiệp mà có tiền nhiều ở đây là cái cột màu vàng nếu mà nhìn về tiền thì ở đây thấy rõ ràng KDH nó chiếm tới gần 20 phần trăm trên tổng tài sản ở đây có thể là cái sức khỏe tài chính và tiền doanh nghiệp của KDH khá là ok thứ hai là Nam Từ Liêm và Vinhome cũng ở mức trung bình Vinhome đặc biệt là đất xanh ở mức thấp Hà Đô hay là phát đạt là gần là cạn tiền, những doanh nghiệp rất là, là ít tiền. À, trong khi đó về mặt khoản phải thu có nghĩa là những cái đồng tiền mình bán chịu á thì bây giờ khoản khoản phải thu của đất xanh cũng khá là cao có nghĩa là có hàng tồn kho đó, à, có khoản phải thu đó có nghĩa là vẫn bán được hàng nhưng mà bán chịu ha. À, đó là cái mức cao, ví dụ như nhìn vô đây thấy đất xanh có DG phát đạt, khoản phải thu cao. Còn những cái khoản phải thu thấp có nghĩa là doanh nghiệp cũng mà ít tiền luôn có nghĩa là doanh nghiệp cũng chưa có bán được hàng nhiều ví dụ như NDN ở đây mức thấp nè cũng không có bán được hàng nhiều và cũng không có thu nhiều nữa Đó, và sử dụng đặc biệt ở đây thấy rõ ràng dùng vốn vay thì thấy là Novaland Novaland Hà Đô là những cái cổ phiếu mà sử dụng vốn vay rất là lớn ha đây là những cái đặc điểm đặc thù rồi à, cái tiếp nữa là chúng ta nếu mà nhìn về quy mô của bất động sản thì chúng ta thấy là về quy mô thì chúng ta thấy về doanh thu uh, vingroup là đứng đầu rồi ở mức cao và biên lợi nhuận gộp thì uh, đất xanh ở cái mức cao nhất này chúng ta cũng thấy rồi biên lợi nhuận rồng là sau khi trừ các loại chi phí uh, tài chính này kia uh, tài chính bán hàng này kia thì chúng ta thấy là um, đất xanh uh, biên lợi nhuận rồng này thấp trong khi đó novaland biên lợi nhuận uh, rồng cực cao tại vì uh, ngoài cái việc từ ở biên lợi nhuận gộp từ cái cấp cốt lõi thì Novaland còn những cái lợi lợi về những cái khoản đầu tư khác tài chính và trên đây là những bốn đặc điểm đầu tiên chính là quy mô thứ hai là phần trăm cái cơ cấu tổng phần trăm những cái à, khoảng mục như là tài sản tiền à, để cho mình biết được cái cơ cấu sức khỏe tài chính của doanh nghiệp thứ hai là khả năng thanh toán và thứ ba là hiệu số hoạt động thì đây là bốn cái tiêu chí mà chúng ta phải lưu ý để chúng ta phân tích doanh nghiệp Để nhìn vào đó khi mà lựa vào chúng ta lựa vào những cái tiêu chí nào đó thì chúng ta phải biết doanh nghiệp nào có ưu thế nào và đầu tư vì cái mục đích gì trong tương lai ha thì ở đây như sẽ không kết luận là doanh nghiệp nào tốt đâu nên tốt nhất tại vì à, tùy theo những tiêu chí khác nhau mà chúng ta cái khẩu vị của nhà đầu tư mà chúng ta nhưng mà chúng ta có cái nhìn tổng quát về những doanh nghiệp mà có cái sức mà chúng ta gọi là tốt hay là khả năng thanh toán hiệu quả rồi kính chào quý anh chị chúng ta sẽ cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe hãy nhớ ủng hộ bằng một slide một subscribe tiếp theo để đội ngũ có thể ra những cái clip tiếp theo và chúng ta cùng tìm hiểu những cái kiến thức chuyên môn tiếp theo nhé xin chào mọi người